ông ơi, vẫn nhớ câu thề hẹn này năm năm xưa. Ông Khánh ơi, rằng sống bên nhau đến bách niên trăm tuổi ở đời. Xin mời đến viếng người cháu Cường Hà gắng thép. Khánh ơi, em đây là người vợ của ông ấy. Khách viếng ở gần đó xa nó về thăm viếng ông đó, ông có biết gì hay không nghe? Ông Khánh ơi, tiếng vợ khóc gọi chồng về, con khóc gọi về. Giờ tiền đưa ông ơi, thì nay sắp đến rồi. Ông Khánh ơi, nay nghĩa vợ chồng mẹ, em than khóc gọi bên ông. Ông Khánh ơi, ông nằm đây mà ông không nói một lời với vợ với con. Mẹ con em, ông ơi, dù chỉ là một lời thôi. Ông Khánh ơi, để đây nghĩa vợ chồng nghề, em khóc gọi bên ông. Ông Khánh ơi, giờ tiền đưa ông này sắp đến đi rồi. Ông Khánh ơi, chỉ còn nè hơn đi tiếng động ngày hồ. Ông sắp phải lên đường xa vợ xa con. Ông ơi, nghĩa vợ tình chồng như mối mặn gừng cay. Ngày hôm nay đây ông ra đi trong chiều, ông để lại trên đời tôi tiếc tôi thương. Từ nay trở đi chẳng còn có ông như những hôm nào. Nghĩa vợ tình chồng nghĩa mãi mãi phải xa nhau. Tình nghĩa vợ chồng suốt mấy chục năm qua, ngày hôm nay âm mi dương cách kia mất nà. Về để nỗi đau này biết tới bao giờ tôi đã quên. Ông Khánh ơi, để cho em đây được người vợ, em khóc gọi ông nước mắt cạn rồi. Khánh ơi, mỗi hôm thì có vợ có chồng mẹ ông ơi. Ông Khánh ơi, vẫn kể từ đêm nay ông ơi, kể từ đêm nay ông để lại mình đời này. Ông Khánh ơi,
biết bầu bạn nề, tâm sự cùng nghề. Biết gọi biết đi tìm mà ông ở nơi đâu, nay càng gọi càng xa. Nhưng như biết phải làm sao, sinh đi từ đó sinh nay tạo hóa do hạ trời. Ơi ơi xa đi chiều nay ông về, nơi an nghỉ nơi mộ phần chiều thoát độ chỉ cho nghĩa tình nề phố. Vợ chồng giờ phút sinh ni từ biệt của bà là tình nghĩa vô thê. Có mấy lời than vậy của ông, mong của ông về nơi an nghỉ vĩnh hằng siêu thoát khuôn thiêng độ trì của bà. Tình nghĩa vô thê trên đời mạnh khỏe bình an. Nén nương thơm gửi lời vĩnh biệt, nguyện cầu chúc cụ nét khỏe vĩnh hằng, cụ an giấc ngủ ngàn thu. Trên đời cảm ơn của gia đình, sau khi làm lễ ép cho con xong, xin mời quý vị quân trực về nơi đất nước của gia đình, các chị bạn cùng đặc biệt gia đình chân thành cảm ơn. Viếng tiếp theo, kính mời lễ viếng của cháu Cường Phượng lễ về viếng cụ, trân trọng và kính mời. Bây giờ tiễn đưa ông mỗi lúc lại gần, ông nội ông ngoại ơi, các cháu nội ngoại khóc gọi ông
ông đây. Ông ơi, ông bỏ bà, bỏ các cháu ông đi đâu? Ông ơi, ông bỏ bà, bỏ các cháu ông đi đâu thế này? Ông nội, ông ngoại ơi, thương ông bao nhiêu thì các cháu lại thương bà và các cháu bấy nhiêu lần này. Ông đi rồi để cho bà vui thủi một mình. Nội ông ngoại ơi, để các cháu nội ngoại lúc này. Ông ơi, các cháu khóc gọi ông mà nước mắt hay hàng. Ôi ông ơi, tiện này đứng ông nay sắp đến rồi. Ôi ông ơi, gặp mẹ ngồi các nghe cháu nội ngoại lúc này vẫn đau xót đi trong lòng than khóc gọi ông. Ông ơi, ông là cây cao bóng cả trong trong nhà. Ông ơi, ông như tấm gương sáng. Ông dạy bảo các cháu điều hay lẽ phải đạo làm người. Ông ơi, ông ơi, từ nay đi vắng tiếng vắng vắng lời. Ông ơi, vắng bóng vắng vắng hình nghề biết tìm mà ông đâu. Ơi ông ơi, cho các cháu nội ngoại đau lòng. Còn nề đâu của ông ghi để mà. Ông nghe ơi, sớm mi tôi đi về, sớm mi tôi đi về, có ông nghe ở bên. Ông ơi, từ nay trở đi sớm tối đi về, chỉ còn trông thấy anh thấy hình của đèn lam neo nát bàn thờ. Ông ơi, chẳng còn ông đâu, chẳng còn ông đâu như những ngày nào. Ông đã đi xa rồi, đi mãi từ đây. Nhưng biết làm sao đây, xin xin tờ gió hạ trời. Ơi ơi ông ơi, ra đi bây giờ đi. Ông ơi, an nghỉ nơi mộ phần đi. Chỉ cho các cháu ở trần này. Cầu chúc ông về nơi an nghỉ suối vàng, linh hồn ông siêu thoát.
độ trì cho các cháu là cháu nội, cháu ngoại trên đời mạnh khỏe bình an ông ơi. Cụ nên quậy vĩnh hằng, cụ an giấc ngủ ngàn thu. Vĩnh cụ xong mời quý vị ra bàn uống nước, gia đình xin cảm ơn. Cụ nguyện cầu chúc cụ nên quậy vĩnh hằng, cụ an giấc ngủ ngàn thu. Nhận biết tin sầu cụ về theo tiên tổ, anh em thân bằng khu hữu gần xa về thắp tuần hương thơm vĩnh biệt cụ. Nguyện cầu chúc cụ hồn thác thanh nhàn đây có ít thọ, xác dưới âm phần cụ an giấc ngủ ngàn thu.